thì khoảng 12 giờ là ngủ, tự nhiên cái nghe to nó gắt là chạy ra mở cửa là nó sụp xuống luôn à. Cái này thì lúc ban đầu thì nó có lún rồi tự nhiên là dân di dời lên hết trơn rồi, bây giờ như là còn ba cái đồ lặt vặt thôi à. Cho tháo dỡ, vận động các hộ dân ở lân cận hiện nay có hiện tượng gân nứt á, di dời không ở đây nhằm đảm bảo cho người dân.